Nhiều bệnh nhân ngay khi mà bị sùi màu gà thì đã có cái thắc mắc là liệu mình có bị chuyển thành sang cái giai đoạn ung thư hay không? Thì trong cái video này chúng tôi sẽ có cái lời giải đáp cho các bạn. Các bạn hãy theo dõi hết video nhé. Thì khi mà chúng ta bị sùi màu gà, chúng ta sẽ phải biết cái nguyên nhân. Ở nam cũng vậy và ở nữ cũng vậy. Thì sùi màu gà ở nam và nữ đều do virus HPV nó gây nên. Và cái virus này thì chủ yếu là lây qua đường quan hệ tình dục tới 90%. Ngoài ra 10% khác lây qua đồ dùng cá nhân và qua tiếp xúc. Cho nên là vô tình cái việc của chúng ta bị sùi màu gà nó cũng là dễ hiểu. Và những cái bạn ấy mà càng nhiều bạn tình ấy, thì càng mắc dễ bị mắc sùi màu gà và càng dễ bị mắc nhiều cái chủng virus HPV khác nhau. Cái này nó cũng ảnh hưởng tới cái việc là nó có chuyển sang cái giai đoạn ung thư không bạn nhé. Và cái tỷ lệ mắc sùi màu gà trong nữ khoảng 10 đến 12%, thế còn trong nam thì nó khoảng 9 đến 14%, tùy theo địa phương. Cho nên ở đây nó là cái gọi là bệnh xã hội, nó là như thế, cái tỷ lệ mắc nó khá là nhiều. Thì cái chủng sùi màu gà mà gây ra ung thư cổ tử cung ở nữ ấy, hoặc là ung thư hầu họng hoặc là dương vật ở nam ấy, thì chủ yếu nó là cái chủng 16, 18. Đấy, thì đây là hai cái chủng chiếm tới 70%, tại vì đây nó là hai cái chủng nguy hiểm nhất. Còn nếu như mà các bạn mà đã bị hai cái chủng này thì các bạn phải xác định cái nguy cơ tầm soát ung thư thường xuyên. Ngoài ra chúng ta có rất nhiều chủng khác nữa như 45, 31, 16, 33, 50, 51, 52, 68 vân vân, thì nó cũng đều có cái độc tính khá là cao. Và nếu như mà chúng ta mắc thì chúng ta sẽ phải cân nhắc cái việc là tầm soát ung thư thường xuyên. Tuy nhiên thì không phải tất cả những người mà mắc những cái chủng này sẽ chuyển sang ung thư nhé, không phải tất cả, mà nó chỉ là một cái tỷ lệ nào đấy. Nếu chúng ta thấy là 10 đến 12% trung bình những người trưởng thành bị HPV mà đều chuyển sang sùi màu gà thì nó là một con số cực kỳ lớn. Và cụ thể thì nó chỉ có khoảng 4,7 đến 10,2% phụ nữ thì mắc sùi màu gà có thể chuyển sang ung thư cổ tử cung. Còn nam giới thì nó khoảng 15%, những tỷ lệ mà nam giới đào thải virus HPV nó lại ít hơn là nữ giới. Nữ giới là đào thải virus HPV tốt hơn nam giới. Đây là những cái thống kê ở trong ngành y học rồi, chứ không phải là chúng tôi đưa ra những con số vu vơ. Đây các bạn có thể xem thì những con số này đều đã được thống kê rồi các bạn nhé. Đấy. Thì nó có khoảng 10 phần trăm ở nữ và 15% ở nam. Đấy, thì tất cả là đều thống kê được con số như vậy. Cho nên là do vậy là các bạn cũng xác định là nếu như mà các bạn mắc vào những cái chủng nguy hiểm thì lên tầm soát ung thư sau 10 năm. Đấy, sau 10 năm thì những cái chủng mà nguy cơ ung thư cao thì đây tôi có thể đọc cho các bạn, đó là 16, 18 này, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 và 68. Đấy. Thế còn những cái chủng 6, 11, 26, 53, 67, 70, 73, 82 thì cái lượng độc tính nó nhỏ hơn, cho nên là chúng ta cũng yên tâm hơn. Vậy vậy thì cái yếu tố nào khiến cho cái người mà bị sùi màu gà nó chuyển sang cái giai đoạn ung thư? Thì cái yếu tố thứ nhất đó là yếu tố chậm trễ trong phát hiện và điều trị, coi thường, tại vì nó chỉ là những cái mụn cóc sinh dục và nó không đau gì cả, cho nên là kệ nó. Yếu tố thứ hai là các bạn bị mắc sùi màu gà trong thời gian dài mà các bạn để các cái tổn thương nó càng dài thì nó càng dễ chuyển sang cái giai đoạn ung thư. Thời gian cụ thể nó khoảng ngoài 10 năm. Do vậy các bạn hãy canh cái thời điểm mà các bạn bắt đầu, giả sử như các bạn bắt đầu quan hệ tình dục năm 20 tuổi thì thường là tầm 30 đến 35 tuổi thì các bạn bắt đầu nên xét nghiệm các cái sàng lọc ung thư. Đấy, thì nó có nguyên nhân cả chứ không phải là không nguyên nhân. Yếu tố thứ ba đó là các bạn để cho cơ thể của bạn suy yếu do tác động của môi trường trong một thời gian dài. Tôi lấy ví dụ như là các bạn thức đêm quá nhiều, các bạn sử dụng rượu bia chất kích thích quá nhiều, dẫn đến là cái cơ thể, cái hệ miễn dịch của cơ thể các bạn nó suy yếu đi, và đó là những cái yếu tố khiến cho virus HPV nó đột biến và nó có thể chuyển sang cái giai đoạn tiếp theo, đó là giai đoạn ung thư. Yếu tố tiếp nữa đó là yếu tố tuổi tác, cái này thì quá rõ rồi, càng những người mà cao tuổi thì càng dễ bị ung thư, nó là như vậy đấy các bạn, tại vì là tuổi tác nó cao rồi thì cái hệ miễn dịch nó kém đi, thì khi đó là virus nó phát triển mạnh hơn và độc tố nó nhiều hơn, nó khiến cho cái đột biến nó xảy ra và nó chuyển sang cái giai đoạn ung thư. Yếu tố cuối cùng đó là các bạn nhiễm nhiều chủng HPV cùng một lúc, thì khi này cái độc lực cộng lại hoặc là cái chủng HPV đó nó gọi là tiếp tục
diễn tiến biến đổi để có thể là gây ra nhiều cái khó khăn hơn cho cái hệ miễn dịch, khiến cho hệ miễn dịch không thể chống lại được và chuyển sang cái giai đoạn ung thư tiếp theo. Vậy thì khi mà các bạn có phát hiện là mình bị mụn, các bạn nên đi chữa. Chi phí xét nghiệm khoảng 1,2 đến 2 triệu, chi phí đốt khoảng như thế này từ 2 cho đến 4 triệu. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã nói các bạn rất nhiều lần rồi là đông y thì cũng chỉ giúp cho bạn chữa được ở trong cái giai đoạn 1, 2 hoặc là 3 là cùng thôi. Thế còn lại thì đến giai đoạn 4 rồi các bạn bắt buộc mới phải dùng tây y đốt cắt cái thứ đấy. Thì cái tỷ lệ tái phát này, cái này tôi nói trong video trước, các bạn có thể xem lại cái video trước nhé. À, thì trong video này như vậy tôi đã khái quát lại cho các bạn là những yếu tố nào có thể khiến cho một người mắc virus HPV, mắc sùi màu gà có thể dẫn tới ung thư, và khi nào thì các bạn nên tầm soát ung thư, đúng không ạ? Sau 10 đến 15 năm khi các bạn bắt đầu quan hệ tình dục, hoặc là các bạn bắt đầu có những biểu hiện nhiễm virus HPV. Đấy, tức là chúng ta có coi thường lắm thì những cái bạn mà đã mắc HPV rồi thì sau 10 đến 15 năm các bạn nên đi tầm soát ung thư nhé. Nếu như các bạn bị nghi ngờ mình bị, hoặc là đã bị, hoặc là các bạn đã đang điều trị ở đâu đó mà chưa dứt điểm, thì có thể liên hệ chúng tôi số Zalo 0839 336658, thì chúng tôi có thể khám cho các bạn qua hình ảnh cách miễn phí. Rất nhiều các bác sĩ cũng khuyến nghị cho các bạn là sau khi nốt cắt thì các bạn nên dùng thêm thuốc đông y. Tại vì sao? Các cụ có cái câu đó là đông tây kỵ y kết hợp với thuốc bắc thì chúng ta mới đạt được hiệu quả cao nhất. Chứ còn tất cả các phương pháp cơ thể của chúng ta đáp ứng được thì phương pháp nào cũng là phương pháp tốt cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Chúng tôi sẽ có rất nhiều những cái phản hồi ở ngay tại thời điểm hiện tại cho các bạn, chứ không phải là những cái phản hồi cũ này. Nếu như các bạn cần thêm các cái phản hồi đó trong cái quá trình mà các bạn đang tìm hiểu về phương pháp điều trị. Trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.